Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022, vào tối qua, nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện cho các em gặp gỡ, giao lưu và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong không khí ấm cúng, các em thiếu nhi được thưởng thức các chương trình văn nghệ, sôi nổi, hào hứng tham gia các trò chơi đố vui có thưởng. Tại buổi lễ, 120 phần quà trị giá 500.000 đồng gồm bánh, kẹo, sữa, tập đã được trao cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 11 phường trên địa bàn quận Ninh Kiều và câu lạc bộ trẻ em đường phố. Song song đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều đã nhận mẹ đỡ đầu cho hai em mồ côi mẹ do Covid-19, mỗi tháng hỗ trợ 2 triệu đồng đến năm 18 tuổi.